Là tranh thủ một tí buổi trưa để quay cho anh em ở xa xem chất âm của một con âm ly nhập khẩu full box ni lông hộp xốp như clip trước em đã quay. Con âm ly này thì không phải giới thiệu nhiều nữa, nó là một âm ly hoàn toàn phải nói có một cái lời khen của nó. Giá cực kỳ bình dân nhưng đổi lại nó lại có cả chỉnh bát căn, chỉnh bát chép, có cả đường pre-out, có hai đường vào, có đèn vu vẩy. Đấy, có công tắc gạt hai đường vào nhá, volume nhá, bốn bóng bảo vệ nhá, nâng cấp bóng Nga tuyệt vời luôn. Đánh nốt đôi loa Tenoi M20 rất nhẹ nhàng. Con này công suất rất là tốt. Và quan trọng với mức giá cực kỳ kinh tế để cho tất cả mọi người đều có thể chơi được. Nhiều người đang cứ nghĩ rằng chơi âm ly đèn nó là phải cao cấp, nó là phải 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 phải, phải giá nó phải trên trời dưới biển thì anh em thì đang hiểu nhầm. Anh em yêu thích âm ly đèn, yêu thích chất âm mềm mại, cứ mạnh dạn chơi và liên hệ cho em. Em bảo giá con này 24 đến 24 giờ luôn, qua tin nhắn Zalo, Facebook thoải mái anh em nhé. Anh em đam mê thật sự cũng có thể nhấc điện thoại và alo trực tiếp, không phải ngại gì cả. Em 24 đến 24 giờ trả lời ngay, không có tiếc gì cả. Còn em không công bố giá trên này là bởi vì video của em là mang tính chất chia sẻ thôi, giới thiệu sản phẩm thôi. Nhà em là nghề chính của em là IT, em cũng không phải là cửa hàng buôn bán gì to tát cả, cho nên anh em đừng có hỏi tại sao thằng này lại không giá cả gì gì ở trên này, là em nói luôn. Anh em quan tâm, anh em lịch sự thì tìm đến với nhau và chơi chia sẻ. Chứ em không phải buôn bán gì to tát mà phải trưng hàng rồi giá cả thế này thế kia. Anh em xác định đã đến với em là những người lịch sự và những người xác định đam mê thì sẽ chơi. Đấy. Còn lằng nhằng là thôi dẹp, không bao giờ chơi. Đấy nhá, và nói nhiều thì không bằng thực tế, em sẽ mở cho anh em nghe một đoạn từ iPad. Em mở một đoạn từ iPad. Đây nhá, vào âm ly. Ok, anh em nghe full clip tại kênh YouTube nha. Em demo một đoạn thôi.